Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Tân Audio. Thì hôm nay em lại làm cái clip test, à không phải test, mà làm cái clip đóng hàng gửi đi cho một bác khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Bác có lấy một đôi BMW, à đâu, một đôi laptop S212C. Thì đây, em đã chuẩn bị tạo app để gửi đi cho bác đây. Bác tên là bác Thanh, số điện thoại là 0909 867 687, chung cư C2 đường Đông Văn Cường, phường Thành Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bác đã đặt tiền cọc trước rồi. Thì em chỉ có việc là đóng hàng và gửi đi cho bác thôi mọi người ạ. Thì đôi loa của bác thì em đã test rất là nhiều rồi. Test một số bác, test cho bác cứng rất là nhiều rồi. Đây là đôi loa của em đó. Đó. Loa còn nguyên zin mọi người nhá. Gần cái thứ còn nguyên này. Đấy. Bát chép còn nguyên, bát chung chép còn nguyên. Cái đôi này là em đã tháo y căng rồi mọi người ạ. Thì em đã vẫn nói trong cái clip đấy, thì em test thử đấy. Thì em khẳng định là cái loa laptop này bát nó rất rất là mạnh mọi người ạ. Cái này nó không được bát 25 đâu mọi người ơi, nó chỉ được tầm khoảng 23 24 thôi. Nó tầm khoảng 24. Đấy, nhưng mà hai bát thì ở trong phân tần của nó thì nó đơn 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 giản thôi. Với lại cái củ bát nó làm chung nó rất hời hợt. Lúc đầu em mua về em mở ra nó cảm thấy rất là chán. Nhưng mà sau khi mở thì phải công nhận là tiếng bát của nó là quá khiếp. Karaoke thì tuyệt bô mọi người ạ. Hát này rất là phê. Bát sâu và nặng. Hát giọng rất là khỏe, cảm giác không bị vỡ tiếng, cảm giác không bị vỡ loa ấy. Con này cũng rất là tốt, đúng là đậm chất Mỹ luôn, đậm chất bát Mỹ luôn, nghe rất là khiếp luôn. Thì em đã đóng gói đi cho bác ở đây rồi. Một đôi em để sẵn trong đấy trước rồi. Thì em có các mút xốp nha mọi người nhá. Em chèn cả dưới cả trên này. Nên mọi người mua hàng của em để yên tâm là em đóng gói rất là cẩn thận. Và trong quá trình vận chuyển đi thì nếu mà các bác nhận hàng ấy tại nhà, nếu mà có móp vỡ thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em ngay lúc đấy nhá. Còn những cái lúc sau mà khi họ giao hàng về mọi người không kiểm tra ấy, nó bị móp hay là bị vỡ ấy, em xử lý với bên Viettel rất là khó. Đấy thì mong mọi người là nhận hàng thì mở luôn ra kiểm tra những cục đẩy, những cái loa nếu mà vỡ móp hoặc không lên thì phải phản ánh lại luôn cho em ngay lúc đấy. Chứ để bưu tá họ đi giao xong bây giờ họ về rồi thì rất là khó cho em. Thì sau đây em xin đóng gói nốt để gửi đi cho bác nhé mọi người nhé.